Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Tài chính thuế phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Thưa quý vị, thời gian qua, ngành hải quan đã triển khai quyết liệt công tác cải cách, hiện đại hóa hải quan theo nghị quyết số 19 của Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Tài chính nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Trong những năm qua, thì Long An là một trong những tỉnh đi đầu trong việc phát triển kinh tế mạnh mẽ, thu hút được nhiều dự án đầu tư nước ngoài ở đồng bằng sông Cửu Long. Hàng hóa xuất nhập khẩu gia tăng qua các năm khá cao, nên sức ép để ngành hải quan hoàn thành nhiệm vụ ngày càng lớn. Để phục vụ tốt cho sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp nội và doanh nghiệp FDI, toàn ngành hải quan Long An đã gấp rút triển khai công tác cải cách thủ tục hành chính thông qua hiện đại hóa hải quan hay là nâng cao chất lượng hoạt động kiểm tra chuyên ngành, giúp cho các doanh nghiệp thông quan hàng hóa dễ dàng và nhanh chóng. Và đây cũng sẽ là nội dung chúng tôi đề cập trong chương trình Tài chính thuế tuần này với chủ đề Hải quan Long An với công tác cải cách thủ tục hành chính hải quan. Nhưng trước hết, mời quý vị cùng theo dõi phần tổng hợp ngay sau đây. Kết thúc năm 2017, số thu nộp ngân sách của Cục Hải quan Long An đạt 2.338,9 tỷ đồng, đạt 103,7% so với chỉ tiêu được giao, tăng 8% so với năm 2016. Năm 2017 cũng là năm đầu tiên Cục Hải quan Long An đạt được kết quả rất tích cực trong công tác kiểm tra sau thông quan với số thu nộp ngân sách trên 20 tỷ đồng, đạt 223% so với chỉ tiêu thu của Tổng cục Hải quan giao. Trong đó, riêng số thu của Chi cục kiểm tra sau thông quan đạt trên 19,65 tỷ đồng. Trong thời gian qua, để công tác hỗ trợ doanh nghiệp đạt hiệu quả, Cục thường xuyên kiện toàn các tổ tuyên truyền, tổ hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện về NAP, về SIT, tổ tư vấn hải quan doanh nghiệp từ cấp cục cho đến cấp chi cục, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh cho doanh nghiệp, duy trì niêm yết công khai các văn bản pháp luật tại nơi làm thủ tục. Năm 2018, Cục Hải quan Long An đã tiếp tục triển khai tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến, chủ động cập nhật văn bản mới, với mục tiêu xây dựng Cục Hải quan Long An trở thành cơ quan hải quan điện tử hiện đại, hoạt động dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin và quản lý rủi ro, đồng thời đảm bảo yêu cầu quản lý nhà nước và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế trong lĩnh vực hải quan. Những kết quả đạt được về cải cách thủ tục hành chính trong thời gian qua, Hải quan Long An như thay áo mới, tạo nên một diện mạo chuyên nghiệp, minh bạch và hiệu quả, được các ngành, các cấp và đặc biệt là người dân và cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận và đánh giá cao. Đặc biệt bằng việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào tất cả các khâu thủ tục hải quan đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, đảm bảo minh bạch, công bằng. Qua đó, thời gian và chi phí thực hiện các thủ tục hải quan đã giảm rõ rệt. Kết quả nổi bật có thể nhận thấy thông qua hệ thống thông quan tự động VNAT, VSIT. Vâng, thưa quý vị, với những nỗ lực của ngành hải quan trong thời gian vừa qua đã giúp doanh nghiệp thông quan hàng hóa một cách dễ dàng, thuận tiện và nhanh chóng, tiết kiệm chi phí, ghi nhận của phóng viên VITV tại một doanh nghiệp tại tỉnh Bến Tre. 15 đến 20 là số tờ khai mà mỗi ngày doanh nghiệp này phải đăng ký. Kể từ khi ngành hải quan ứng dụng hệ thống thông quan tự động VNAC VSIT, doanh nghiệp tiết giảm chi phí, thời gian đi lại. Các quy trình thủ tục được đơn giản hóa. Và đặc biệt, doanh nghiệp còn chủ động kê khai 24/24 bất cứ lúc nào và bất kỳ ở đâu. Trước đây thì sử dụng hải quan điện tử thì mỗi lần mà mở tờ khai trên mạng thông tin điện tử thì chúng tôi phải chờ bên viên chức hải quan tác động trên đó là xác định luồng xanh, luồng đỏ hay luồng vàng. Thì lúc đó chúng tôi mới có thể cầm chứng từ đó mang đến cho cơ quan hải quan để ký duyệt tờ khai đó. Ngành hải quan đã đưa vào hệ thống VNAT VSIT thì tạo thuận lợi cho doanh nghiệp rất là nhiều. Hiện tại doanh nghiệp cũng không có tốn nhiều thời gian để đi ra làm việc với viên chức hải quan về việc thông quan các tờ khai. Ứng dụng hệ thống thông quan tự động VNAT VSIT bên cạnh tạo thuận lợi cho doanh nghiệp với phương thức thông quan quản lý điện tử tự động 24/24, tốc độ xử lý nhanh chóng cũng giúp cho cán bộ hải quan thực hiện nghiệp vụ dễ dàng và đơn giản hơn rất nhiều. Việc đăng ký tờ khai hải quan á thì được thực hiện tự động và phản hồi nhanh chóng cho doanh nghiệp. Thì hệ thống thì đã có những cái cảnh báo chỉ dẫn rủi ro nên việc kiểm tra hồ sơ và kiểm tra thực tế hàng hóa thì được quản lý chặt chẽ hơn. Hệ thống cũng là tự động tính toán, đồng thời là phân bổ trị giá và áp dụng thuế suất, tự động thông quan tờ khai luồng xanh, kết nối nhanh chóng với cái hệ thống một cửa quốc gia của ngành. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi mà hệ thống thông quan tự động VNAC VSIT đem lại, thì trong quá trình sử dụng, các doanh nghiệp còn gặp phải một số vướng mắc khó khăn. Tờ khai điện tử thì nó đang khống chế là không quá 50 dòng hàng. Và cái khó khăn thứ hai nữa là về cái việc mà truy xuất dữ liệu từ hệ thống VNAC thì nó còn một số hạn chế về mặt kỹ thuật. Đơn cử như là cái việc mà quản lý hàng
xuất tạm nhập, tái xuất và tạm xuất tái nhập thì chúng tôi còn phải quản lý thủ công. Thì cái việc quản lý thủ công này nó mất nhiều thời gian và nhân công và nó có khả năng là phát sinh sai sót. Khó khăn thì nó, trên hệ thống thì có một số cái chỉ tiêu thông tin trên giao diện tờ khai bị giới hạn về ký tự, dẫn đến doanh nghiệp là không thể giải thích thuyết minh rõ ràng đầy đủ những cái chủng loại hàng quá tên gọi hoặc là cấu tạo hoặc là ký mã hiệu công sức chẳng hạn. Đấy, thì nó là rất là phức tạp. Ngoài ra thì việc hệ thống tự động phân luồng xanh, vàng, đỏ phản hồi doanh nghiệp phần nào cũng ảnh hưởng đến công tác quản lý giám sát. Doanh nghiệp sẽ lợi dụng việc gian lận và khai báo là không trung thực. Thêm vào đó, hiện nay các doanh nghiệp trên địa bàn của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Mỹ Thọ chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ, trình độ công nghệ thông tin cũng như nghiệp vụ còn nhiều hạn chế, dẫn đến nhiều sai sót trong quá trình thực hiện tờ khai hải quan. Theo con số thống kê của Chi cục cửa khẩu cảng Mỹ Thọ, từ ngày 16 tháng 2 đến ngày 15 tháng 3 năm 2018, tại Chi cục đã hủy và sửa tổng số 230 tờ khai. Đối với một số doanh nghiệp mà nhỏ đó, thì cái việc mà tổ chức cái bộ phận mà khai báo hải quan á, thì nhiều khi là do nhân viên công ty. Mà nhân viên công ty á, thì đối với công ty tư nhân, thì các anh chị biết rồi, thì cái việc mà thay đổi nhân sự thì thường xuyên. Cho nên dẫn đến là coi như là khi mà phân công một người vào thực hiện cái khai báo tờ khai đối với hải quan đó, thì nếu là cũng còn nhiều cái khó khăn dẫn đến là việc mà khai sai rồi phải hủy. Thì trong quá trình hủy thì tụi tôi cũng chỉ đạo các cái bộ phận, các cái công chức là coi như kiểm tra rà soát lại các cái thông tin là trên tờ khai, rồi các thông tin trên cái lý do hủy sửa tờ khai nó phù hợp không. Trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện công tác cải cách hiện đại hóa ngành hải quan cùng với toàn ngành, Cục Hải quan Long An cho biết sẽ luôn đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, luôn tiếp thu các ý kiến đóng góp xây dựng từ cộng đồng doanh nghiệp. Đồng thời, Cục Hải quan Long An sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành ba tỉnh Long An, Tiền Giang, Bến Tre để Cục Hải quan Long An luôn luôn nỗ lực cải thiện hơn nữa để phục vụ tốt hơn cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Nhằm nâng cao hiệu lực thực hiện có hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa, giảm chi phí cho doanh nghiệp, phù hợp với thông lệ quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi khuyến khích xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam. Thời gian qua, thì Cục Hải quan Long An cũng đã có những bước tiến lớn để hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động kiểm tra chuyên ngành mà thường bị doanh nghiệp cho rằng còn phức tạp và gây mất thời gian. Ghi nhận của phóng viên VITV tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Mỹ Thọ. Là một doanh nghiệp chuyên sản xuất các sản phẩm thiết bị điện, điện tử và thiết bị viễn thông, với đặc thù kinh doanh riêng, doanh nghiệp phải nhập khẩu một số linh kiện điện tử đã qua sử dụng từ Trung Quốc. Theo chia sẻ của đại diện doanh nghiệp đối với máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng, có xuất xứ từ Trung Quốc, thì công ty phải có xác nhận của Bộ Khoa học và Công nghệ. Tuy nhiên hiện nay, việc xin xác nhận của Bộ này, theo đánh giá của doanh nghiệp còn mất nhiều thời gian, gây tốn kém chi phí cho doanh nghiệp. Hiện tại đối với những cái hàng hóa mà cần kiểm tra chuyên ngành á, thì doanh nghiệp vẫn còn mất nhiều thời gian để chờ thông quan. Thì công ty chúng ta là sản xuất linh kiện điện tử cho nên có nhập khẩu một số thiết bị cũ của Trung Quốc đã qua sử dụng. Thì chúng tôi đồng tình với việc quản lý của nhà nước là cần xin ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ. Tuy nhiên cái thời gian mà nộp công văn và xin chờ ý kiến xác nhận của Bộ Khoa học và Công nghệ thì nó mất quá nhiều thời gian, là khoảng 2 tuần thì chúng ta mới nhận được kết quả. Theo các doanh nghiệp, nguyên nhân chính khiến cho hoạt động kiểm tra chuyên ngành kéo dài, gây khó khăn cho doanh nghiệp là do những quy định rườm rà, chồng chéo, không đồng nhất. Một mặt hàng nhập khẩu vừa phải được chứng nhận hợp quy, vừa phải được kiểm tra từng lô, hay cùng một mặt hàng nhưng lần nào nhập khẩu phải xin giấy phép lần đó, đồng thời còn phải kiểm tra chất lượng. Điều này gây thêm nhiều khó khăn về thời gian, chi phí của doanh nghiệp, ảnh hưởng trực tiếp đến quy trình, kế hoạch sản xuất hàng hóa của doanh nghiệp. Là hàng nhập khẩu thì chúng tôi nhập khẩu bao bì về để phục vụ cho việc sản xuất, xuất khẩu. Thì bao bì này chúng tôi mỗi một tháng là nhập khoảng 20 đến 50 công. Như vậy thì mỗi cái lô hàng mà chúng tôi nhập về đều phải kiểm tra chất lượng của các cơ quan chuyên ngành trước khi mà chúng tôi đưa cái sản phẩm đó vào sản xuất. Thì có những lúc mà khi mà hàng về gấp, chúng tôi đang cần chờ để sản xuất thì chúng tôi mất rất nhiều thời gian để mà chờ hẹn với cơ quan chuyên ngành đến lấy mẫu kiểm tra và chờ kết quả
kiểm tra mất khoảng là thời gian 7 đến 10 ngày thì chúng tôi mới có quyền được sử dụng cái lô hàng đó. Ghi nhận những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp, thời gian qua, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Mỹ Tho đã có những phối hợp với các cơ quan quản lý chuyên ngành tại cửa khẩu để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa và dễ dàng. Bên cạnh đó, những khó khăn khúc mắc của doanh nghiệp cũng đã được Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Mỹ Tho ghi nhận để kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền. Đối với công tác kiểm tra chuyên ngành thì thật sự mà nói tại chi cục thì cũng không có phát sinh gì nhiều, thỉnh thoảng thôi, nhưng mà trong quá trình phát sinh thì coi như là công chức của chi cục cũng tạo mọi điều kiện để cho là coi như là công ty là các cái bộ phận chức năng cũng như là cơ quan chức năng là kiểm tra chia là cho nó nhanh chóng để sớm có thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp. Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của ngành hải quan, đặc biệt là tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Mỹ Tho thuộc Cục Hải quan Long An, trong thời gian qua đã được cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá về cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu trong thời gian tới. Qua những phóng sự vừa rồi có thể thấy được những thuận lợi, khó khăn và cả những nỗ lực cố gắng không ngừng nghỉ của Cục Hải quan Long An trong công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Vậy trong thời gian tới, Cục Hải quan tỉnh Long An sẽ giải quyết những khó khăn như thế nào, cũng như phương hướng hoạt động trong thời gian tới ra sao để ngày càng nâng cao trình độ, nghiệp vụ thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính? Để trả lời cho những câu hỏi này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Lê Nam Quốc, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Long An. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Xin cảm ơn ông đã tham gia trả lời phỏng vấn. Thưa ông, theo ghi nhận của phóng viên chúng tôi, khi ứng dụng hệ thống thông quan tự động VNAC VSIT và cơ chế một cửa quốc gia thì hiện nay doanh nghiệp còn gặp một số khó khăn vướng mắc như là việc không được quá 50 dòng hàng trên một tờ khai. Ý kiến của ông về vấn đề này như thế nào và Cục Hải quan Long An sẽ có hướng giải quyết như thế nào trong thời gian tới ạ? Việc khống chế 50 dòng hàng thì cũng như khống chế cái số ký tự tại một số tiêu chí khai báo trên tờ khai thì nhằm là cái tạo điều kiện cho cái dung lượng tối đa một tờ khai chuyển trên hệ thống nó nhanh, đấy, cho ra kết quả phân luồng cũng nhanh hơn và nó sẽ không bị tắc nghẽn trên cái hệ thống. Đấy, thì hiện nay thì cũng có một số ít doanh nghiệp người ta cũng có cái đề xuất như thế. Thì về phía Hải quan Long An thì khi mà có cái việc tổng cục mà có nâng cấp cái hệ thống VNAC VSIT thì cũng sẽ có cái kiến nghị để tổng cục hải quan để xem xét. Việc mà hàng tạm nhập tái xuất hoặc là tạm xuất tái nhập thì hiện nay thì cũng không được khai trên hệ thống VNAC VSIT mà các doanh nghiệp phải làm thủ công, thì ý kiến của ông về vấn đề này như thế nào? Chủ yếu thì cái này thì cái hàng tạm nhập tái xuất và tạm xuất tái nhập thì nó khó là khó cho doanh nghiệp ở cái việc mà quản lý cái hàng tồn kho, nó không có trên cái hệ thống VNAC VSIT. Thì về phía đầu hải quan thì theo dõi được cái số tồn, còn lại phải tái xuất hoặc tái nhập. Đồng thời thì hệ thống không cho phép đăng ký tờ khai có cái số lượng hàng hóa tái xuất tái nhập lớn hơn cái số lượng tồn của cái tờ khai đối ứng. Đấy. Thì về kiến nghị của doanh nghiệp thì muốn được xem được cái số tồn ở đầu của doanh nghiệp á. Còn Cục Hải quan Long An cũng sẽ ghi nhận ý kiến của doanh nghiệp để báo cáo đề xuất. Dù đã có nhiều nỗ lực trong công tác quản lý nhà nước, tuy nhiên thì kiểm tra chuyên ngành vẫn là một thủ tục nhiều khê đối với doanh nghiệp. Cục Hải quan Long An đã có những hành động như thế nào để hỗ trợ doanh nghiệp và đề xuất của Cục Hải quan Long An về vấn đề này như thế nào? Đối với ngành hải quan thì nói chung Hải quan Long An cũng nỗ lực tối đa để tạo điều kiện cho doanh nghiệp. Thì năm 2017 thì số tờ khai mà phải kiểm tra chuyên ngành tại Cục Hải quan Long An thì trên 3.000 tờ khai, chủ yếu là phát sinh cái tờ khai nhập khẩu. Thì nó chiếm tỷ lệ khoảng 2,35% tổng số tờ khai. Thì hiện nay thì theo chỉ đạo của chính phủ, tại nghị quyết số 103 thì một số bộ ngành cũng đã giảm cái đối tượng kiểm tra chuyên ngành rồi. Và cơ quan hải quan thì chỉ thực hiện việc thông quan hàng hóa theo kết luận của cơ quan kiểm tra chuyên ngành. Thì cơ quan hải quan cũng đã thực hiện tốt qua cái ca tra cứu kết quả kiểm tra chuyên ngành trên hệ thống để tiến hành thông quan cho lô hàng. Và doanh nghiệp không phải đến cơ quan hải quan để nộp. Hải quan Long An cũng như là các doanh nghiệp thì thấy rằng cái việc giảm bớt cái đối tượng kiểm tra chuyên ngành là cần thiết hiện nay đối với các doanh nghiệp, và nên là chỉ kiểm tra ở những cái lĩnh vực mà thực sự là cần thiết thôi. Bên cạnh đó thì cũng các bộ ngành thì cũng cần phải áp dụng cái phương pháp quản lý rủi ro trong cái kiểm tra chuyên ngành. Tiến hành phân loại tính chấp hành pháp luật của doanh nghiệp
cũng như là phân loại cái theo xuất xứ của hàng hóa xuất khẩu nhằm kiểm tra mang tính là trọng tâm thôi. Đấy, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp nhưng mà vẫn đảm bảo được cái công tác quản lý nhà nước. Định hướng trong thời gian tới của Cục Hải quan Long An trong công tác cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu như thế nào? Thực hiện các cái kế hoạch cải cách hành chính của ngành cũng như cái kế hoạch của Cục Hải quan Long An đã đề ra và triển khai thật là hiệu quả các cái hệ thống công nghệ thông tin sẵn có của ngành hải quan. Thì trong quá trình hoạt động thì như là cái hệ thống VNX VSIT này, rồi dịch vụ công trực tuyến, rồi nộp thuế điện tử 24/7, rồi cơ chế một cửa quốc gia đảm bảo cho các cái doanh nghiệp được hưởng lợi tối đa từ các cái hệ thống điện tử của ngành. Một cái việc nữa là chúng tôi sẽ tăng cường hỗ trợ cái nghiệp vụ và giải đáp vướng mắc cho doanh nghiệp thông qua các cái tổ tư vấn của cục này, của chi cục này, thực hiện tốt cái chuyên mục hỏi đáp trên cái website của cục và tiếp tục duy trì cái việc tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp và cái tăng cường cái công tác thanh tra công vụ để kịp thời phát hiện và chấn chỉnh các hành vi sai phạm hoặc là chưa chấp hành nghiêm của chế độ công chức trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Một lần nữa xin cảm ơn ông đã tham gia trả lời phỏng vấn. Đến đây thì chương trình Tài chính thuế cũng xin được khép lại. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vtv.vn hoặc có được thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.